Đi trước bão sa thải, người đàn ông 36 tuổi bỏ việc lương gần 2 tỷ đồng về làm thuê cho chính mình. Không nhà cửa, không ổn định nhưng đổi lại một điều cực giá trị. Với hành trang mang trên người chỉ vòn vẹn 5kg, anh sâu ta Ikisai đã sống hơn 3 năm mà không cần nhà. Cách sống của anh cũng là trào lưu mới nổi tại Nhật Bản. Sâu ta Ikisai, năm nay 36 tuổi, được một công ty công nghệ thuê sau khi tốt nghiệp đại học. Anh từng kiếm được hơn 10 triệu yên, khoảng 1,7 tỷ đồng mỗi năm. Có thể nói mức lương của anh là niềm mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, 5 năm trước, anh ta từ bỏ công việc ổn định của mình để làm tự do. Một Vòng luẩn quẩn mang tên ổn định Ikisai là người làm việc tự do trong ngành marketing, phục vụ cho nhiều công ty khác nhau và không có văn phòng cố định. Anh chỉ cần có kết nối mạng là có thể làm việc ở bất cứ đâu. Trước đây, anh có chỗ ở cố định, ngày nào cũng lặp lại một thói quen đó là ra ngoài làm việc rồi đi bộ về nhà. Theo thời gian, Ikisai dần cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và tẻ nhạt. Trong lúc bế tắc với những thói quen đơn điệu, anh tình cờ bắt gặp một sinh viên năm cuối đại học trên đường. Và cậu ấy ngày nào cũng tìm nơi ở trên Airbnb. Sâu ta dâu Ikisai không giấu được sự ngạc nhiên đối với lối sống này. Cũng từ đây, anh nảy ra một ý tưởng mới để thay đổi cuộc sống. Không lâu sau đó, anh quyết định từ bỏ ngôi nhà cố định của mình và thay đổi nơi ở mỗi ngày. 2. Cuộc sống tối giản đến tối đa nhiều người hoài nghi rằng cách sống này thậm chí sẽ còn tốn kém hơn việc thuê một căn nhà. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, anh Ikisai đã điều tra kỹ lưỡng kinh phí của cách sống này. Anh phát hiện ra rằng có rất nhiều nơi có thể sống với giá 3.000 yên một đêm. Theo tính toán của Ikisai, phí ăn ở hàng tháng nếu không ở cố định là khoảng 120.000 yên, trung bình khoảng 4.000 yên một đêm. Trong khi đó, anh tốn 90.000 yên để thuê nhà cố định mỗi tháng. Nhưng bù lại, nếu ở kiểu di động, anh không cần phải trả tiền đặt cọc, tiền điện nước và các chi phí nhỏ khác, cũng không cần phải dọn dẹp. Thêm vào đó, anh còn đỡ được tiền bắt taxi về nhà khi đi làm quá muộn. Có thể nói, giá cả khi ở theo hai kiểu này không chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên, mọi người sẽ tiếp tục thắc mắc rằng nếu không ở một nơi cố định thì đồ đạc sẽ giải quyết như thế nào. Ikisai cho biết, mình chỉ mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân cần thiết, một ít quần áo để giặt và một chiếc máy tính. Nhờ đó, mỗi ngày và anh có thể dễ dàng mang hành lý trên lưng khi rời đi. Những đồ anh mang theo chỉ nặng vòn vẹn khoảng 5 kg. Về nội thất và đồ dùng gia đình, Ikisai bán tất cả trên nền tảng đồ cũ. Những món đồ thừa lại như quần áo được đóng trong thùng giấy và được gửi trên một nền tảng cung cấp dịch vụ lưu trữ. Điểm tiện lợi là chúng ta có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. Việc giặt là được giải quyết đơn giản hơn vì chỉ cần gửi tại cửa hàng giặt ủi. Ngoài ra, việc không có nhà cố định còn có tiện ích đó là nếu đi công tác xa trong ngày hôm đó, bạn có thể trực tiếp chọn nơi nghỉ ngơi gần nhất, tiết kiệm thời gian và sức lực. Vì của anh thậm chí cũng được đơn giản hóa chỉ để lại các giấy tờ cần thiết và tiền mặt. Anh học cách loại bỏ những loại thẻ thành viên không cần thiết và hạn chế tối đa các đồ dùng để thuận tiện cho việc di chuyển. Ban đầu Ikisai chỉ muốn sống thử một chút, không ngờ đến nay đã được 5 năm. Ngày 3, biến đam mê thành cơ hội kiếm tiền sau một thời gian sống di động anh ikisai đã quen được rất nhiều người bạn mới họ là những người có chung lý tưởng và từ đó nảy ra một mô hình kinh doanh mới nhìn bề ngoài ít ai biết rằng những người ăn mặc như vô gia cư này thực sự có công ty riêng để chuẩn bị cho cuộc sống nay đây mai đó này ikisai đã học cách lo lắng chu toàn từ những thứ nhỏ nhất khi số lượng người theo đuổi lối sống này tăng lên sâu ta dâu ikisai và những người bạn lập tức nắm lấy thời cơ họ cùng nhau tạo ra một dịch vụ dành riêng có tên phễu địa chỉ theo đó, mỗi người chỉ cần chi trả 40.000 Yên hàng tháng là họ đã có thể chọn ở lại một nơi bất kỳ có trong dịch vụ. Họ hoàn toàn có thể ở lại ngôi nhà xe lửa được tu sửa lại ở tỉnh Kumer Mâu Tâu, biệt thự suối nước nóng ở tỉnh Sitka, ngôi nhà cổ ở tỉnh Chiba, nơi có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Ban đầu, có hơn 1.100 người đăng ký, nhưng sau này con số tăng lên mỗi ngày. Tạm kết, hai tháng trước, Sota Zoui Kisai và người bạn gái đầu bếp của anh đã kết hôn vì là những người có chung quan điểm sống nên cuộc sống của hai người không thay đổi quá nhiều. tuy nhiên, một số người cho rằng nếu có con, có lẽ cặp đôi sẽ không thể duy trì cuộc sống như vậy mỗi ngày. tuy nhiên, mặc kệ những lời bàn tán của người ngoài, cả hai vợ chồng anh Sota Yuki Sai vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc sống của chính mình. anh cho biết kiểu sống này chỉ mới xuất hiện trong vài năm, tất nhiên không thể tránh được những sai sót. tuy nhiên, anh tin rồi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa cho những vấn đề này. Ngay chính anh Ikisai cũng không chắc chắn tương lai sẽ ra sao, nhưng anh chắc chắn rằng việc cố gắng phá bỏ khuôn mẫu và mang đến cuộc sống tiện ích hơn mới là ý nghĩa thực sự khiến cuộc đời đáng sống. Theo Tutu 163